Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm thông tin đáng chú ý sau đây. Hoàng Anh Gia Lai đi tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới thời Kia Tisak. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 1, Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu trước mùa giải tại Bình Dương gặp đối thủ Khánh Hòa. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng phố núi sẽ có chiến thắng đầu tiên dưới thời Kia Tây Sắc. Ngày 3 tháng 1 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Kia Tây Sắc. Đó là trận đấu mà Công Phượng cùng đồng đội chơi không quá ấn tượng và chỉ có kết quả hòa một đều với Nam Định nhờ bàn thắng duy nhất của Văn Toàn. Sau trận đầu gia quân không như ý dưới thời Kia Tisak, Hoàng Anh Gia Lai có cuộc đọ sức với Khánh Hòa trong trận đấu cuối cùng của giải đấu giao hữu trước mùa giải tại Bình Dương. Trước đối thủ chỉ đang thi đấu ở hàng nhất, đội bóng phố núi được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên dưới thời Kia Tisak. Tuy nhiên, để làm điều đó, Hoàng Anh Gia Lai phải nỗ lực rất nhiều khi Khánh Hòa đang thể hiện phong độ khá tốt. Ở trận gần nhất, đội bóng phố biển đã cầm hòa được Bình Dương không đều, trong khi trước đó Hoàng Anh Gia Lai thua Bình Dương không 3 ở trận này, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chưa có sự phục vụ của ngoại binh khi những cầu thủ này chưa hết hạn cách ly chống dịch COVID-19. Ban toàn, công phượng sẽ là những mũi tấn công chủ đạo của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu này. Hai lần gần nhất đối đầu Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai toàn thắng với tỷ số 4-1. Hiện Khánh Hòa vẫn đang là đội bóng của giải hạng nhất, nên trận đấu sắp tới có thể coi là cơ hội để đội bóng phố núi được chiến thắng đầu tiên dưới thời Kia tỷ Sắc. Thế nhưng cứ nhìn vào cách Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở 3 trận vừa qua tại giải sao hữu Thiên Long Cúp, sự khởi sắc là điều mà đoàn quân Kia khó hứa hẹn mang đến trong 90 phút tranh tài sắp tới. Trận ra quân tại Thiên Long Cúp, Hoàng Anh Gia Lai thảm bại 0-3 trước Bình Dương. Người hâm mộ phù núi còn lạc quan vì khi ấy Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn đang bận tập trung đội tuyển quốc gia. Như khi các tuyển thủ trở lại, Hoàng Anh Gia Lai dù tấn công khởi sắc hơn vẫn để thua Đà Nẵng với tỷ số 2-3 ở lượt trận thứ hai. Người ta kỳ vọng trận đầu tiên huấn luyện viên Kia Sắc chỉ đạo trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai có được kết quả thuận lợi. Nhưng trước một Nam Định gần như chỉ tung đội hình dự bị vào sân, Hoàng Anh Gia Lai với 9 tuyển thủ quốc gia bị cầm hòa với tỷ số 1 đều hôm ngày 3 tháng 1 vừa qua. Kia Sắc chắc chắn còn nhiều việc phải làm để tạo nên tập thể gắn kết. Khánh Hòa với quyết tâm chứng tỏ năng lực trước đối thủ V-League đã ít nhiều để lại dấu ấn tại Thiên Long Cúp năm nay. Hai trận hòa không đều trước Nam Định và Bình Dương cho thấy đội bóng phố biển rõ ràng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt dù đang chỉ là đại diện của hạng nhất. Nội hình dự kiến, Hoàng Anh Gia Lai, Văn Trường, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Cầu Phượng, Tuấn Anh, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Kiên Quyết, Văn Việt. Khánh Hòa, Thế Kiệt, Văn Vũ, Công Thành, Hoài An, Huy Hoàng, Minh Huy, Trung Tỉnh, Văn Tùng, Duy Anh, Nhật Tân, ấn điền. Tin tiếp theo thưa quý vị, vòng loại World Cup 2022, trận Việt Nam Malaysia khó diễn ra ngày 30 tháng 3. Thưa quý vị, do dịch Covid-19 phức tạp, nhiều khả năng khó diễn ra trận đấu giữa hai tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Bukit Jalil ngày 30 tháng 3 tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng thầy trò ông Park Hang Seo hiện đang rất mong chờ thông tin chính thức về trận đấu giữa tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 30 tháng 3 tới trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết Malaysia chưa có liên hệ với VFF, nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để tổ chức trận đấu như kế hoạch khi dịch COVID-19 chưa được kiểm soát tốt tại Malaysia chúng ta buộc phải chờ hướng dẫn của AFC liên quan quy định từng quốc gia về dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, việc tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia đúng thời gian là khá khó khăn, ông Lê Hoài Anh nói. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, hiện chúng tôi đang trông chờ chính thức, có kế hoạch chuẩn bị, đặc biệt là lên phương án về phòng chống dịch COVID-19 nếu phải làm khách tại Malaysia. Được biết, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang làm thủ tục xin cơ quan chức năng để tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia được hưởng cơ chế đặc biệt. Nhưng khả năng được phê duyệt là rất khó, nên trận đấu này đang hướng đến nguy cơ phải hoãn. Theo lịch thi đấu tại bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Malaysia làm khách trước UAE ngày 25 tháng 3, sau đó quay lại Malaysia tiếp tuyển Việt Nam ngày 30 tháng 3. Với quy định của chính phủ Malaysia, thay cho ông Tan Chen Ho không có đủ 10 ngày cách ly, đó là chưa kể từ Việt Nam, nếu sang làm khách tại Malaysia cũng phải di chuyển trước hơn 10 ngày để cách ly và có khoảng 2 đến 3 ngày tập luyện. Dự kiến từ Việt Nam hội quân tại Hà Nội cuối tháng 3, nếu như trận đấu với Malaysia diễn ra như kế hoạch. Huấn luyện viên Park trở lại Việt Nam vào dịp trước Tết Nguyên đán để xem các trận đấu ở V-League 2021 để tuyển quân. Trong trường hợp trận đấu trên phải hoãn, nhiều khả năng AFC lên phương án tổ chức thi đấu tập trung các trận còn lại của bảng G tại một quốc gia kiểm soát tốt dịch COVID-19. Hiện sau 5 trận, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn tuyển Malaysia 2 điểm đứng ở vị trí thứ hai. Trận gặp tuyển Malaysia mang tính then chốt cho mục tiêu giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup của thầy trò ông Park Hauser. Tiếp theo, thưa quý vị, Bầu Đức đang tạo áp lực cho lứa Công phượng và Tuấn Anh. Việc ba lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai không thực sự đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ trong công tác tuyển chọn ngoại binh, dĩ nhiên áp lực trên vai những công phượng Tuấn Anh ở mùa giải mới sẽ hứa hẹn là rất lớn. Một đội bóng muốn có danh hiệu hay ít nhất là cạnh tranh trước vô địch thì điều cần thiết là phải sở hữu ngoại binh chất lượng. Trong bối cảnh mà các cầu thủ ngoại không thể so sánh với đội bóng khác, áp lực và trách nhiệm sẽ được đẩy cho cầu thủ nội vô cùng lớn. Tôi đã từng gặp điều đó khi còn làm việc ở Thái Lan. Chúng tôi không có những cầu thủ ngoại binh có phong độ tốt đầu mùa, vậy nên các cầu thủ nội đã phải gồng mình chiến đấu. Điều đó khiến họ trở nên áp lực và thường xuyên nói chuyện về điều này với tôi trong phòng thay đồ. Trên đây là những chia sẻ của ông Arthur Jorge Santos Silva, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Chennai United, từng vô địch Thái League 2019 trong buổi trò chuyện với chúng tôi. Qua lăng kính thú vị của vị chiến lược gia lão làng, chúng ta có thể thấy được rất nhiều điều hơn hết, khi đem những lời chia sẻ này của ông Ather đặt lên trường hợp của đội bóng nổi tiếng bậc nhất V-League hiện tại là Hoàng Anh Gia Lai, chúng ta cảm nhận được Công Phượng và dàn sao Hoàng Anh Gia Lai gặp áp lực lớn như thế nào. Bởi lẽ nếu nhìn vào ba ngoại binh mà ba lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đem về trước thềm V-League 2021 khởi tranh, đó là tiền đạo Washington Brandao Brazil, trung vệ Dami Memovic Serbia và cầu thủ phòng ngự Kim Dong Su Hàn Quốc. Người hâm mộ có quyền lo lắng rằng điều Anton nói đang đúng với trường hợp của đội bóng phố núi. Lịch sử chỉ ra rằng các đội bóng có thành tích tốt đều phải đi cùng ngoại binh chất lượng. Câu lạc bộ Hải Phòng giành ngôi á quân mùa 2016 nhờ bộ đôi Aaron Steven, Diego Fagan, Bruno Cunha ghi 15 bàn lượt về, giúp về theo đi từ nửa sau đến giữa bảng xếp hạng. Thành hóa đứng nhì V-League trong 2 năm nhờ những ô ma. Nhiều đội V-League có thể phụ thuộc vào ngoại binh dẫn đến cầu thủ nội thiếu đất diễn, nhưng trong bóng đá, chiến thắng là trên hết. Để biết cách phát triển cân đối, ngoại binh có thể trở thành bàn đạp để nội binh bay cao, giống trường hợp của câu lạc bộ Hà Nội. Và dĩ nhiên, Hoàng Anh Gia Lai hiện tại không có điều đó. Dẫu biết rằng hiện tại vẫn đang quá sớm để nói về chất lượng chuyên môn của ba ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai kể trên, tuy nhiên nếu đem đến ba cái tên này đặt lên bàn cân để so sánh với những đội bóng khác ở V-League như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Viettel hay thậm chí Bình Dương, nhiều người cảm thấy một sự tranh lệch rõ rệt. Và hơn hết, nếu nhìn vào cái cách mà ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai mua ngoại binh ở những năm vừa qua, sự an tâm dĩ nhiên là điều xa xỉ với người hâm mộ đội bóng phố núi. Chúng ta chắc hẳn chưa quên cái cảnh Tuấn Anh gọi khản cổ, nhưng ngoại binh Trevor West không nghe theo chỉ đạo ở trận gặp câu lạc bộ Hà Nội ở V-League hồi tháng 6. Khi đó, Trevor West di chuyển lên quá cao, làm cự ly đội hình Hoàng Anh Gia Lai bị kéo dài, đồng thời khiến họ mất cầu thủ phòng ngự từ xa. Gọi mãi không được, Tuấn Anh giơ tay lên trời, thể hiện thái độ chán nản. Việc không có những đối tác an ý khiến Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng gặp khó khăn cực lớn trong việc triển khai lối đá sở trường. Và hơn hết, khi ngoại binh không thể đáp ứng được kỳ vọng, Hoàng Nghi Gia Lai có khả năng phải chơi thứ bóng chấp tây như những năm gần đây. Từ năm 2015, đội bóng phụ núi mang về không dưới 20 ngoại binh, già đều ở các vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo, đến từ đủ các châu lục, châu Á, châu Phi, châu Âu hầu hết đã thất bại. Có những cầu thủ khiến cổ động viên phải bật cười về trình độ, không hiểu lý do gì Hoàng Anh Gia Lai mang về Philip Martins hay Kim Jin Seo. Dĩ nhiên chúng ta chưa thể nói trước bất cứ điều gì khi trái bóng V-League chưa lăn. Vậy nên điều duy nhất người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng bây giờ là Kia Tisak biết cách đưa ra sự sắp xếp hợp lý, phát huy tối đa năng lực của các ngoại binh. Có vậy những công phượng Tuấn Anh mới có thể giảm tải áp lực đè nặng lên vai. Tin tiếp theo, Sài Gòn FC chơi lớn với giám đốc kỹ thuật đội bóng cũ của Công Phượng. Sài Gòn FC sẽ có một cố vấn cấp cao người Nhật Bản trước khi V League 2021 chuẩn bị khởi tranh. Theo thông tin mới nhất từ phía câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng này hoàn tất quá trình đàm phán để đưa cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Shimoda Masahiro về làm cố vấn cao cấp năm 2017, tân cổ vấn cấp cao của Sài Gòn FC đến bỉ làm việc cho đội bóng cũ của Công Phượng là Shincheon. Ông Shimoda Masihiro có mặt tại Việt Nam và đang trong quá trình cách ly theo quy định. Dự kiến ngày 9 tháng 1, thầy trò ông Vũ Tiến Thành sẽ có buổi lễ ra mắt với vị chuyên gia này. Shimoda Masahiro sinh năm 1967, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như giám đốc đội tuyển Nhật Bản hay là các đội U16, U19, U23 với chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng: vô địch Asian Cup 2011, U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016, Olympic Nhật Bản đứng hạng tư Olympic 2012 sau khi thanh lý hợp đồng với hàng loạt trụ cột câu lạc bộ sài gòn đã và đang thực hiện quá trình relic hóa khi đem về nhiều cầu thủ nhật bản như tiền vệ daisuke masui ritaro karube takasaki hiroyuki đội chủ sân thống nhất có thêm cả chuyên gia vật lý trị liệu và ba chuyên gia khác từ nhật bản trong một động thái khác, Sài Gòn FC vừa tham gia giải giao hữu HTV Cup và đứng ở vị trí Á quân sau tân binh Bình Định. Ngoại binh Daisuke Masui không được đăng ký thi đấu vì lo sợ dính chấn thương không đáng có. Theo như chia sẻ trước đó từ huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng như Cao Văn Triển, Sài Gòn đặt mục tiêu ở mùa giải mới Top 3 V-League 2021. Nhìn vào sự đầu tư của lãnh đạo phía câu lạc bộ Sài Gòn, người hâm mộ có quyền tin vào mục tiêu mà câu lạc bộ Sài Gòn đề ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.